cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Con đi chơi với tất cả mọi người, chúc cho cả nhà có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui ha. Hôm trước ở cái video troll của mình đó là mình troll nghỉ game á, thì đã có rất là nhiều bạn không biết và mấy bạn chưa coi đến cuối video, mấy bạn cứ tưởng là mình nghỉ game. Nhưng mà làm sao mình có thể nghỉ game được đúng không? Có rất là nhiều bạn fan yêu quý mình cho nên là mình không thể nào mà nghỉ game được, nên mọi người cứ yên tâm nha. Hôm nay thì mọi người thấy mình đang ở trong một cái ạc rất là lạ đúng không? Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục thực hiện thử thách của các cái bạn fan đưa ra. Thì mình đã nói rồi, mọi người cứ để lại thử thách đi, mình sẽ thực hiện hết mà. Nhưng mà do nhiều thử thách quá cho nên đó là mình sẽ thực hiện dần dần á. Và mình thấy cái thử thách ngày hôm nay thì cũng khiết, không có kém gì cái thử thách mà lần trước. Đó là chị thử lòng fan bằng cách giả anti fan vô nhà chị Gum và nhà chị đi. Em fan chị 70 năm rồi, ước chị làm. Wow. Wow, cái bạn này fan mình 70 năm. Vậy là bạn ấy fan mình từ kiếp trước tới kiếp này luôn. Ồ, cute quá vậy. Nhưng mà thì thôi, hôm nay mình sẽ thử làm anti fan của bà Gum với bà Dan và đi vô nhà xem là phản ứng của mấy bạn fan khi mà gặp một cái ông là anti fan Dan Gum sẽ như thế nào nha. Mà cái thử thách này á, chưa thực hiện mà mình đã có một cái linh cảm mà gì đó nó rất là ối về luôn á. Tại vì mình thấy mấy bạn mà anti fan vô nhà mình hay vô nhà bà Gum là sẽ bị chửi á. Bởi vì mấy bạn fan á thương mình với lại bà Gum quá nè. Cho nên thấy ông nào mà đặt tên là anti fan Gum Đen là chắc chắn là cũng sẽ rất là giật và dỗi luôn á. Và thể nào cũng chửi cho mà coi. Nhưng mà thôi, hôm nay vì cái thử thách này mình sẽ hy sinh và để xem á là mình có bị mấy bạn fan chửi không nha. Why are you crying? Rồi luôn, anti fan Dan Gum chính hiệu đã tới rồi đây. Mình sẽ vô nhà mình trước nghe. U là trời ơi, trong nhà mình có hai người à. Vậy là chỉ có mình với lại một cái bạn nữa, hình như là bạn đang ngồi à chơi game trong này nè mọi người. Bạn là Nam Phương Rod 17. Bạn này chắc là đang ngồi cày để vượt được kỷ lục của mấy cái ông bà ở trên cái bảng xếp hạng ha. Ấy, bạn có thể tìm cho mình nè. Thông báo với bạn tôi là anti Dan Gum chính hiệu. Và bạn có biết là Dan Momo đang ở đâu không? Chị ọp rồi. Đúng rồi, chị ọp là đúng rồi, bởi vì chị đang ở đây nè. Chị đang làm anti này, làm sao mà chị online được. Ai cho ọp mà ọp? Không biết. Bạn là anti fan mà. Ừ, tôi muốn gặp bà Dan để tôi quýnh cho bà một cái. Trời ơi, chưa gì hết đã thấy bẻ cầm cái kèo ra bạn kéo mình rồi. Hãy chưa mọi người, mấy bạn fan thương mình lắm. Một bạn đó là bạn Jamie Cuti nè. Tao đánh .. mày bây giờ thằng kia đó, thấy chưa? Mình mới giả bộ mình kêu á là gọi Dan Momo ra đây để tôi đánh cho bà Dan một cái là mình bị đập quá trời luôn. Đó, đánh nó đi, trời ơi mấy bạn này chuẩn bị là đi đánh hội đồng mình rồi đây. Vậy mới biết đó là các bạn fan rất là thương mình luôn nè. Ném cho bạn một cái nè. Ý sorry bạn Nam Phương nghe. Nam Phương với lại cả là Jamie Cute á, chị rất là xin lỗi hai bạn luôn nghe. Bởi vì chị đang thực hiện thử thách nên chị mới ném hai đứa thôi. Nhưng mà chị không cố ý đâu. Đó trời ơi, bây giờ là hai bạn hội đồng tôi kìa mọi người ơi. Đó, biết ngay mà làm anti fan đó là không có thoát được mấy bạn FDM với lại FBG đâu. Kiểu gì là cũng bị đánh là tay tu hết nè. Ném gì mà ném quá trời là nhiệt tình luôn. Trời ơi, 4 đánh 1 luôn. 4 bạn ném một mình tôi. Thì làm sao mà tôi có thể thắng được. Trời ơi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ chạy qua nhà bà Gum. Hình như là bà Gum đang tổ chức tiệc nè. Nhưng mà bà Gum lại đang treo máy. Trời ơi, bên này fan đông quá trời luôn. Mình cảm giác như là số phận của mình á, nó không có được an toàn mọi người ơi. Bởi vì ở đây quá trời là mấy bạn fan luôn nè. Mình để tên là anti fan Dan Gum, mấy bạn kêu là kệ kìa. Đó là mấy bạn không cần quan tâm tới mình đâu. Trời ơi, bà Gum dậy coi. Dậy để coi, để tôi chôn bà Gum cái coi. Nhưng mà hình như là bà Gum bạn ngủ rồi. Hay là bà đi học ta. Tính làm mình nổi bật hay gì. Đó vậy đó, đi xa anti. Chắc là mấy bạn ấy thấy mình đã để tên là anti á, nên mấy bạn nghĩ là mình tạo điểm nhấn để cho được mọi người chú ý á mọi người. Ê bạn Gum dậy đi coi. Ơ cái ông kia,
tại sao lại chửi bà Gum thế? Mình là bảo nè, trời ơi, cái thằng này nó chính là anti-fan chính hiệu rồi mọi người ơi. Ê, tự nhiên cái vô xong rồi chửi người ta kìa. Đâu, mình là bảo nè, mấy bà kêu qua xử lý cái thằng đó đi, tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ đặt tên là anti-fan Gum thôi, chứ tôi không có làm gì hết đó, tôi bảo vệ bà Gum mẹ. Còn cái thằng á, anti chính là cái thằng kia kìa, nó dám chửi bà Gum nè. Tao là anti-Gum, tuy là anti nhưng mà tại sao bà Gum có làm gì bạn đâu mà bạn lại chửi bà Gum thế hả các bạn kia? Nhiều khi khó hiểu mấy cái bạn này ghê, chẳng ai làm gì mấy bạn ấy cũng chửi là sao? Có biết là như vậy là bà Gum sẽ buồn lắm không? Đây nè, chính là cái ông này nè, đó ông đang nói tục vì vậy nên game á là chấm chấm ổng kìa, sao 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 không cho ổng nói kìa, mấy bạn kia tấn công cái ông này coi. Mình là bảo nè, vô nhà mình đua top ở trên tường á, mình cũng thấy là bạn ấy bị mấy bạn fan chửi rồi kìa mọi người. Tại sao á là chơi vui không thích mà thích chửi bậy làm gì, để cho các bạn fan qua chửi là sao? Hoặc các bạn bảo kia, ủa nó đi đâu rồi? À, hình như là ổng mới sợ ổng chạy mất tiêu rồi mọi người ơi. Cũng được, ông ấy nên đi đi chỗ khác đi. Bởi vì ở đây người ta đang chơi vui vẻ, tự nhiên cái ông vô ông chửi bậy là sao? Cái ông bảo là bảo. Rồi luôn, cái ông bảo vừa đi lại có anti fan Gum 02 xuất hiện này mọi người. À, cái bạn này đặt tên cũng khá là giống mình á. Thằng nghèo ngu. Ủa cái gì vậy bà nội? Tự nhiên chửi tôi là thằng nghèo ngu. Trời ơi, bà chửi bà Gum kìa mọi người ơi. Bà kêu bà tát bà Gum đăng xuất ra khỏi trái đất kìa. Cái bà này nữa là cái bà anti này, bà bị khùng rồi. Bà này á là anti vô chửi rồi mọi người. Rồi tự nhiên mình không có làm gì bà, bà thấy mình cũng ghi là anti đen Gum rồi, bà chửi mình là thằng nghèo ngu kìa. Vậy bạn này là bạn khinh nghèo đúng không? Đúng đúng. Tao anti giàu chứ ấy nghèo như mày nha thằng ngu. Trời ơi là trời, tôi nghèo nhưng mà tôi không có chửi bậy nha bà. Vậy là cái bà đó đó là bà anti, xong rồi bà thấy mình anti, bà chửi mình là cái đồ nghèo kìa, xong bà lại bắt đầu chửi bà Gum tiếp. Bây giờ là tôi sẽ đứng đây ủng hộ mấy bạn fan, đập cho cái bà đó tỉnh người ra, chứ bây giờ là bà bị khùng quá, chắc bà giàu quá mà bà đi chửi người ta. Trời ơi, mình ghét nhất là mấy cái thể loại mà khinh nghèo luôn á mọi người. Chẳng biết là bạn ấy giàu hay là sao, nhưng mà khi mà bạn ấy nói ra mấy cái câu đấy là mình đã thấy không thích một tí nào rồi. Tao giàu và đẹp hơn Gum và lũ nghèo tụi mày, ha ha, đồ hôi rình. À, thì ra mày chọn cái chết. Coi nó nói kìa mọi người, con nhỏ này hình như là nó đang bị một cái vấn đề gì đấy mà tự nhiên nó lại đi tô xích với nó lại đi chửi bè Gum với chửi mấy bạn fan kìa. Nhưng mà nãy giờ mình thấy mấy bạn fan nó cũng chưa hề chửi bậy nó đâu nha. Chắc là bè Gum á đã dặn, cũng giống như mình hay dặn mấy bạn fan á, là nếu như gặp mấy cái đứa anti fan thì thôi kệ mọi người ơi, coi như là không có thấy, chứ đừng có chửi bậy mất công á. Nó lại chửi bậy lại thì mệt lắm. Trời ơi, nó chửi bè Gum kìa, bè Gum dậy mau dậy để đăng xuất cái con nhỏ này ra khỏi nhà. Coi bà Gum ngủ gì mà ngủ dữ vậy, mãi mà không chịu dậy. Chị Gum là đẹp nhất, không ai đẹp bằng Gum. Trời ơi, cái bà kia nói một cái câu nghe mát lòng mát dạ ghê luôn á. Rồi bây giờ đi đánh cái con nhỏ kia đi, đừng có đánh tôi đâu có làm gì đâu. Đó, bây giờ mấy vẻ chửi kìa, mấy bạn này rất là hay xài kiểu thơ thả thính mình nha. Với lại mấy bạn chửi mấy bạn cũng dùng thơ nha. Trời ơi, fan của bà Đen với bà Gum sao mà văn thơ mà lai láng quá vậy. Chắc là học môn văn giỏi lắm phải không? Gum làm video dạy đời không được khinh nghèo, nhưng tao thích thì tao khinh. Trời ơi, nhìn bả kìa, nhìn bả giàu quá nên bả khinh nghèo kìa mọi người, nhìn bả giàu thế nhờ. Trời ơi, cái bè này bị cái gì rồi đây? Level 5, 31 team. Gum tao không thê cho mày nhỉ, con tao ở nhà mày mỗi ngày. Trời ơi, vậy là bà này á, bà cứ mà đợi bà Gum á, bà xuất hiện là bà lại hiện hình lên, bà chửi bà Gum hả ta? Nhìn cái mặt cũng đâu đến nỗi đâu, nhìn bực đồ cũng cute chứ bộ. Ồ mà sao không có cute tí nào hết trơn vậy? Trời ơi, chửi gì mà chửi dữ thế. Gum nghèo rớt mùng tơi, cướp tiền tao đẹp game. Damn! Cái gì vậy bà nội? Bà Gum bây giờ đang ở châu Âu mà, còn bà này chắc chắn là ở Việt Nam rồi. Chả lẽ bà Gum lại đi máy bay từ châu Âu về Việt Nam, xong rồi lấy tiền của bà này nạp game, xong lại bay qua lại châu Âu hả ta? Bà này vậy là bà bị ảo tưởng sức mạnh rồi. Trời ơi là trời, bà vu khống cho bà Gum kìa. Tao là giang hồ con Gum, không tặng
mặt vàng tao chửi tới sáng. À bây giờ mới lòi ra cái bộ mặt thật nghe. Mới nói bè gum là ăn trộm tiền, xong bây giờ lại kêu là gum mà không tặng vàng là tao chửi tới sáng. Là đây là à gì người ta gọi là gì ta, ăn xin online rồi. Vậy là nãy giờ chỉ gây sự chú ý thôi, xong rồi để bắt bè gum tặng vàng đúng không? Không đâu bé ơi, không bao giờ có chuyện bè gum tặng vàng cho bé đâu. Tự nhiên cái bé vô bé chửi người ta, xong bé đòi người ta tặng vàng. Ủa là sao vậy mọi người? Hôm nay tính ra mình thực hiện cái thử thách này á, để mình làm anti fan bạn Gum để coi á là các bạn fan có chửi mình không. Nhưng mà vì mình không có chửi gì hết nên mấy bạn fan á cũng đâu có nói gì đâu. Mấy bạn fan á cũng rất là kiểu dễ thương đúng không. Còn mấy cái con nhỏ anti fan với cái thằng hồi nãy á là tự nhiên bạn Gum bạn học.